Từ tháng 3 đến nay, trên phạm vi toàn quốc xảy ra nhiều trận dông lốc và mưa đá, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc, gây ra thiệt hại cả về người và tài sản. Thực tế cho thấy, do tác động của biến đổi khí hậu, mưa cực đoan trong thời đoạn ngắn xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, theo quy luật khí tượng, thời gian cao điểm mùa mưa bão ở cả ba miền vẫn chưa bắt đầu. Cái nửa cuối năm, từ khoảng cuối tháng 7 trở đi thì hiện tượng La Nina sẽ tác động, khiến cho mưa ở khu vực Bắc Bộ và đặc biệt là khu vực Trung Bộ trong các cái tháng cuối năm và tập trung nhiều vào tháng 10 và tháng 11 thì sẽ có cái khả năng là cao hơn so với cả trung bình mọi năm. Chính vì thế nên là cái mùa mưa bão năm nay sẽ tập trung nhiều hơn vào cuối năm và đặc biệt là ở các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trước khi bước vào cao điểm mùa mưa, theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn tháng 6 và tháng 7, nắng nóng có xu hướng gia tăng. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 6 thì chúng tôi dự báo là cái nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra trên diện rộng trên toàn quốc. Và sau đó thì từ khoảng tháng 7 thì nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần ở các tỉnh Bắc Bộ. Tuy nhiên đối với các tỉnh khu vực Trung Bộ thì nắng nóng vẫn có thể kéo dài sang tháng 8 năm 2024. Cơ quan khí tượng cảnh báo những đợt sóng lạnh yếu vẫn đang đan xen tác động đến thời tiết khu vực phía Bắc. Trong giai đoạn các khối không khí nóng và lạnh giao tranh, rất dễ xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm đi kèm như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần cập nhật thông tin cảnh báo mưa dông để có phương án ứng phó thích hợp.